Hello hello, xin chào mọi người ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm trước thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cái dự án Karasat. Đây là một cái dự án mà chúng ta kiếm point sau đấy là nó cho đổi đấy. Thì và chơi 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 game để chúng ta kiếm UMI đấy. Thì hôm nay thì thấy nó đã đến giờ để chúng ta có thể đổi cái point này rồi. Nên mình làm cái video để thông báo cho mọi người. Mọi người vào cái phần point này nhé. Hình như là mỗi lần chúng ta vào đây chúng ta vẫn vào exchange này. Nó cho chúng ta quay cái này mọi người ạ. Đây nhé các bạn ơi. Wow, tức là 1.000 point thì mới được một spin nhá. Ôi giời ơi, thế thì có mà. Đây nhá. Quy đổi UMI đến point bắt đầu từ ngày 24 nhá, đến ngày 25. Hộp điểm mù sẽ từ ngày 11, tức là cái quay chúng ta quay cái hộp này này. Đấy, từ ngày 11 deck đến ngày 25 deck. Vui lòng ghi nhớ trình điểm thưởng kể cả quy đổi UMI sang point và point bring box không còn được xử lý sau 8 giờ sáng ngày 25 tháng 12 nhé. Kiếm được 100 điểm và dễ hơn thế nữa. Ok, chúng ta sẽ quay cái này này mọi người ạ. Chúng ta được 16 lần quay cái này, mình cũng không biết là nó quay nó cho cái gì luôn, mà mình thấy là một lần quay lên đi đấy để được hai phát này. Đấy, ví dụ như thế. Ở đây thì các bạn được 3 UMI, một UMI thì đang khoảng là 0,5 năm, 35 15 tức là được 1 đô rưỡi. Các bạn quay tiếp nhá. Biết đâu chúng lại được 100 gì đấy. Lên. Lên. Ơi, cứ tưởng trùng nhau thì nó phải được nhiều hơn chứ phải không? Ví dụ bốn cái này nó trùng nhau thì phải được nhiều hơn chứ nhỉ? Là thế nào? Chưa hiểu lắm luôn ấy. Thôi cứ quay đi mọi người ạ. Biết đéo đâu mà. Đấy. Quay tiếp. À, 4 cái thì chẳng nhẽ phải cho 4 điểm chứ phải không? 4 cái trùng nhau thì phải cho 4 coin chứ. Thế 4 cái trùng nhau lại cho 2 coin. Hai cái này hai cái kia cũng được 2 coin. Ở chưa hiểu luôn. Chưa hiểu quy chế luôn. Đấy, ví dụ ba cái này cũng được 2. Ủa, là sao vậy má? Đáng nhẽ 4 cái được 4 coin còn một cái thì một coin ấy chứ. Như cái này cũng được một. Kiểu đuổi gà. Kiểu này kiểu đuổi gà. Cái này được một. Thế thì có bỏ đâu nhỉ? Hai. Hết rồi, mười mấy lần đấy. 16 lần. Chắc là hết rồi. Quay cho hết luôn đi. Tại vì mình không đổi thì nó cũng hết mà mọi người. Không đổi nó cũng hết cái này mà. Chúng ta phải đổi, không đổi mai sau nó cũng trừ hết point của mình mà. Phải không? Mười mấy lần rồi ấy nhỉ? Chưa biết nhưng mà ấn mỏi cái tay rồi đấy. Được 16 lần. Thế đấy. Đấy, cái ví dụ cái này 4 cái thì chẳng nhẽ phải được 4 điểm chứ. Đấy, 4 cái trùng nhau này quay rất là khó mà. Nhưng bây giờ 4 cái trùng nhau cũng được có 2 cái thôi. Nói chung là chắc là max cũng chỉ có 2 cái thôi hay sao. Rồi hết. Đấy. Hết này. Hết tham rồi. Hết tham nhé mọi người ơi. Coi như là được 25 này. 25 cái đồng này nhá. Cái này thì là cái gì đây? À phải được cái này mới mới là này được NFT này à. À được cái này là lót luôn này. Được cái này thì là được cái này mới được NFT chứ mình có được cái này đâu. Trời ạ, thế thì bằng nhau. Dark Brown. Như hôm trước mình chơi ở trên 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 mình chơi chơi game nhỉ. Hôm trước mình chơi game ở đây này. Đấy, Karasat này. Đấy, bạn nào mà chơi game cái này này thì chúng ta được nó trả cho UMI đấy mọi người. UMI đúng không?
Chúng ta quay lại cái phần đây, miner này. Được 25 này. 25 đồng cái này. Ồ. Cái này là cái gì? Cũng không có hả? Thế là mình được có mỗi cái này à? 25. Có phim. Sao lại không có claim được thì làm nào? Ủa là sao vậy? Cho mỗi cho đổi này thôi hả? Redeem point, redeem start là ngày 24 đến ngày 25. À, tức là hôm nay nó mới cho quay bot thôi mọi người nhé. Trời má mày. Nó cho quay bot thôi, còn đến ngày 24 đến ngày 25 8 giờ AM UTC. Từ ngày 23 24 đến ngày 25 là kết thúc là chúng ta mới được đổi nhá. À. Hôm nay là từ ngày 11 tháng 12 là chúng ta được quay để lấy UMI. Nhưng mà đến ngày 25 thì chúng ta mới được rút UMI. À, ok. Thì chúng ta sẽ rồi nhá. Chúng ta sẽ gì nhỉ? Sẽ lưu lại nhá. Đến hôm nay chúng ta vào claim nhá. Một coin là 0,6 đô, 10 coin là 6 đô. Thì được khoảng 12 đô, 13 đô. Ôi cũng chẳng bỏ gì nhỉ. Này thì chơi làm gì cho mệt nhỉ? Trời ơi, làm này thì có mà giới thiệu bạn bè rồi chơi game các thứ mới được một quay thì quay như kiểu máu gì này. Trời chán ghê cơ đó. Thôi mình sẽ để link ở bên dưới cho mọi người vào nhé. Nếu mà các bạn đủ điểm quay thì các bạn quay nhé. 1.000 coin, 1.000 point mới được quay một lần. Trời ơi má ơi, cái quần què gì đây mà các bạn ấn vào cái phần phần point ấy. Chúng ta làm point, kiếm point ở trên đây này, point plane này. Chúng ta kiếm point ở trên này á. Mẹ đây này, cho có bao nhiêu đây đấy, nói chung là khoảng một lần quay thôi mấy. Chán nhỉ. Thôi thế thì bạn nào mà làm theo mình cái dự án này, các bạn vào check thử xem nếu có các bạn kiếm được nhiều point thì các bạn vào quay cho mình nhé. Đến ngày 24, 25 thì chúng ta mới claim nha các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nhé.